ta sẽ trao cho ngươi một khẩu thần binh. Hãy đi review nó đi. Đây là M4G9 build CQB, độ 100% từ trong ra ngoài. Nó được mệnh danh là món thần binh trong war game của nhà Hổ. Đã là thần binh, vừa phải đẹp, vừa phải mạnh. Bây giờ ngoại hình trước. Về ngoại hình á, chắc chắn phải là siêu đẹp đến từng mm anh em ạ. Đập ngay vào mắt anh em, đó chính là màu sơn theo phong cách sinh tồn Apocalypse. Và bên cạnh đó, họa tiết Umbrella rất nổi tiếng trong tựa game sinh tồn Resident Evil, đủ để biết chủ nhân của nó nghệ sĩ đến từng nào. Chi tiết sâu hơn, chúng ta có một màu sơn theo phong cách dã chiến, màu camo pha chút bụi đất. Đến cả từng họa tiết nhỏ như da rắn ở phần báng như thế này. Từng họa tiết primer chóc sơn cũng đều được làm thủ công, làm toát lên một vẻ dã chiến, thực tế và trông rất sinh tồn phải không nào. Theo tôi đánh giá, với cái ngoại hình này nó còn đẹp tinh tế hơn so với nhiều con Railgun được custom ở nước ngoài và có mức độ đầu tư lên đến hàng chục củ khoai tây lăng kén. Vì là CQB, thế nên kích thước của nó cực kỳ nhỏ gọn và tiện lợi. 1, 2, 3 găng tay, khoảng là hơn 60 phân. Bên cạnh đó, bộ phụ kiện cũng phục vụ cho CQB, PEQ, tay cầm, đầu nòng cầm pen để giảm giật và hô bắp, tay sách nữa. Bây giờ trải nghiệm thực tế một chút. Nó quả thật là một con mãnh thú anh em ạ. Mặc dù là hơi khó để kiểm soát, thế nhưng thời gian hạ sát đối thủ của nó khi mới làm quen thôi cũng đã rất nhanh rồi. Bây giờ hãy để cho chuyên gia phân tích xem nó độ trong và ngoài gồm những gì. Đây là một khẩu M4G9 build phong cách CQB tối giản, rất là hợp tiền hợp lý. Thứ nhất, Rad Gen 8 ở cái này màu đỏ, anh em thay màu đen. Thứ hai, đó một cái giảm thanh rất to nhưng chỉ dùng đầu flat hider của nó thôi. Đó. Thứ ba, không thể thiếu, đó là tay cầm. Tất cả các mẫu CQB phải có cái tay cầm này nha. Để lắp Rad Gen 8 chúng ta cần đầu chuyển. Con này độ full kim loại nha, bộ bánh răng metal. Để tăng tốc độ bắn, chúng ta dùng piston kim loại nhưng khoét lỗ và pin 11V 30C. Để tăng sức mạnh, chúng ta cần đầu piston, hai vòng gioăng kín khí, lò xo nhật 1.2 và bộ bánh răng kim loại. Để ổn định sức mạnh này, chúng ta có bà đạn 7mm và long đen. Nòng nhôm chắc chắn là phải có hô bắp. Và cuối cùng, một bộ ống dẫn kim loại của SRR. Và để tăng thêm sự may mắn khi đổ súng, tôi sẽ tặng anh em bảo bối của mình, đôi dép thần kỳ. What? What the fuck? Nhiều kim loại như thế thảo nào mà nó nặng đầm lắm anh em ạ. Với bộ gear như thế chắc là tốc cũng cao lắm đây. Đo tốc 72 72 73 này. Quả thật nó là một con ngựa bất kham anh em ạ. Cái tốc ra đầu nòng với cái lực ra đầu nòng nó mạnh lắm, rất khó để đo tốc. Thế nhưng mà với cái bộ gear kim loại cùng lò xo 1.2, nó có tác dụng tương hỗ lẫn nhau để giúp cho đường đạn nó ổn định hơn. Và thậm chí đây còn là đạn trắng mà cái tốc nó đã được như thế rồi, gọi là rất cao đấy. Bây giờ thử xem đường đạn để cho anh em thấy. Quả là súng của một cao thủ Railgun lão làng anh em ạ. Cái đường đạn nó thẳng, nó đều, nó khó có đối thủ lắm. Tốc đạn nằm ở mức cao, cái đường đạn nó quá ổn như thế, chứng tỏ cái người xây dựng nên cái khẩu súng này phải thật sự am hiểu về Railgun và đã chỉnh sửa thủ công chi tiết tinh tế từng chút một ở trong bộ gear này. Để cho anh em xem rõ hơn cái độ ổn định đường đạn thì chúng ta sẽ thử bằng bia đổi màu. 5m. Đây anh em có thể thấy cái này là lạc đạn ban đầu tôi thử thôi. Chứ còn những cái viên bắn trúng này, 4 viên thì nó sẽ nằm ở hầu, nó nằm luôn ở góc phần tư thứ tư này và nằm ở gần tâm 10. Như vậy là rất tốt, đường đạn rất trụ. 10m này. Trong khoảng 10m, khoảng tập trung của nó sẽ là vòng ngoài vòng 10. Khoảng tập trung quá tốt cho một khoảng khoảng tập trung quá tốt cho một khẩu súng với 10m. Thậm chí là chỉ có một viên đạn lạc rồi này. 20m, cái khoảng này vẫn như câu nói cũ của tôi, bắn trúng bia còn khó. Bắt đầu. Nhìn chung là 20m thì cái đường đạn rất lướt. Những cái viên trúng thì nó sẽ nằm tập trung ở nửa góc phần tư thứ nhất
đến với nửa góc phần tư thứ ba này, ở nửa còn lại này. Đó, anh em thấy không? Gọi là khả năng chính xác cũng khá cao, đường đạn lướt ổn, ok. Súng nổ là phải đục lon đầy nước Sài Gòn Special. Nhanh mà, nhanh anh em ạ. Chưa đầy 0,5 giây nhấp cò, nổ luôn lon nước. Vãi đái. Lúp lại một lần nữa cho anh em xem nó hạ sát lon bia. Được của nó đi nhở. Bây giờ cho anh em xem trong thực chiến nó hạ sát người ta như thế nào. Sấy sướng vai nổi M4G9 BCQB độ 100% từ trong ra ngoài. Quả là thần binh lợi khí ở trong war game. Ui, tuyệt vời. Này. Bia này.